Mới đây, một anh chàng đã lên mạng than vãn về câu chuyện tình yêu trong một rau đông thành viên. Đọc xong, người ta thấy khổ thân cho anh quá. Đang là sinh viên lại có câu người yêu gì đam mê mà bỏ qua tất thảy thì vất vả thật sự. Tuy vậy, cách xử sự của anh chàng cũng rất có vấn đề. Câu chuyện như sau. Mình là sinh viên năm ba một trường đại học ở Sài Gòn. Người yêu mình bằng tuổi. Cả hai đứa yêu nhau được 2 năm nay rồi. Mình ngoài giờ học còn đi làm thêm cũng kiếm được một tháng tầm 4 triệu đồng vừa dặn cho các khoản chi tiêu, chẳng phải xin mẹ tiền sinh hoạt phí. Yêu 2 năm, mình cũng thừa nhận là rất chiều người yêu. Chưa có lễ nào chẳng mua tiến thưởng cho cô ấy cả. Vì sinh viên nên một tháng lãnh đạo cô ấy đi ăn hàng được vài lần, cô ấy vẫn vui. Người yêu mình dễ thương, hiền lành, tốt tính. Duy chỉ có một điều cô ấy quá ái mộ ca sĩ Ghê Sát. Cô ấy mê anh này từ xưa, nhạc suốt ngày nghe rồi còn hát theo, trước đi họp fan đến mấy lần. Lúc nào đi đường mà nghe sốt người ta mở nhạc Ghê Sát là dừng lại nghe hết bài Thế Hệ Đi luôn đó. Không chỉ vậy, cô ấy còn bị giật mình khi ai đó nhắc đến cái tên Tài. Nhiều lần, cô ấy lải nhải với mình rằng tương lai nếu có con trai thì chắc chắn đặt tên Tài rồi đó. Nếu có con gái thì suy nghĩ thêm làm mình phản đối quyết liệt lắm Thế Hệ cản được. Hình minh họa. Mới đây, Ghê Sát có buổi biểu diễn ra mắt song gì gì Nhật Bản đó. Cô ấy canh me đi bằng được, hòa hết. Mình phải đèo đi rồi đứng bên ngoài nhìn cô ấy nhảy nhót tưng bừng, cũng cáo lắm đấy. Đỉnh điểm là việc cô ấy đòi mua một thỏi son đắt tiền. Có liên quan gì đâu nhỉ, ca sĩ Ghê Sát đâu có phải người đại diện hay gì đâu. Tuy nhiên, cô ấy nặng nặc đòi có được song với suy nghĩ lượng bán chạy thì các nhãn hàng sẽ mời ca sĩ mà cô ấy yêu thích nhiều hơn. Mà không phải mua sao đâu, phải mua ngay lúc đó Thế Hệ chứ. Mình hào phóng nhưng có mức độ. Hôm đó cũng bực mình sẵn và cộng thêm việc chưa có lương mà mua thỏi son không ít tiền nên mình từ chối. Mình hiểu con gái ai chả mê son đẹp nên sau đó có nói lại là lỏng lẻo anh mua cho nhưng cô ấy không chịu. Sau đó là cả tràng trách móc yêu mình chưa bao giờ thu được món tiến thưởng nào đắt giá. Mình điên tiết bỏ lại cô ấy, ra lấy xe về thẳng. Từ đó đến nay, đã mấy ngày bọn mình không liên lạc với nhau. Mình cũng đi mua ngay thỏi son Thế Hệ đó rồi nhưng nhắn tin xin lỗi và làm lành với cô ấy sao khó quá đi thôi. Nam ca sĩ Ghê Sát. Đây là câu chuyện của chàng trai trẻ tuổi. Đọc xong, dân mạng cho rằng cả anh chàng lẫn cô nàng đều sai trong trường hợp này. Là con gái ai cũng thích son phấn và những thứ dễ thương nhưng cô nàng không tâm lý khi lưu ý tình hình kinh tế của người chơi trai. Ai chẳng có thần tượng riêng, làm tất cả vì idol nhưng dù sao vẫn phải lưu ý đến tình trạng túi tiền trước khi đòi hỏi nhé. Nam thanh niên lại phũ phàng quá khi bỏ rơi người chơi gái ở lại. Chắc chắn cô nàng sẽ bơ vơ và cảm thấy tổn yêu đương vô cùng. Hiện tại, còn yêu thì có lẽ anh chàng nên làm lành trước rồi ngồi phân tích rõ ràng ngọn ngành vấn đề với người chơi gái nhé. Có lẽ, cô nàng cũng đang ngồi ăn năn vì lỡ lời rồi đấy.